Hello, hôm nay mình sẽ làm về một con tướng đó là Heroes Side Club. Đây là một trận đánh của một bạn chuyên về cầu thủ nhưng mà đánh về con Side Club này thì bạn cũng là main luôn. Thì ở cái tình trạng mà con Side Club này có nhiều bạn hỏi ở cái vấn đề là ủa giờ con này đánh giờ này thấy đánh nó Save. không có khỏe. Thực ra không phải đâu, con Side Club này vẫn còn rất là Protect. khỏe. Scarlet Thì trước Witch. hết á, thì mình muốn Attention. nói về cái vấn đề mà đánh được Side Club hay không á, thì nó có một vài cái trước khi mà mình giới thiệu cái bộ môn của Side Club. Thì có một cái ưu điểm là Side Club này á, đánh với lại tướng năng lượng thì lại không sợ nha, tại vì cái nội tại của Side Assemble. Club là đã có khoảng 5% cái nội tại của Side Club á. Retreat. Và nếu như mà Attack. vào một cái trạng thái là trạng Mantis thái ba vạch ở dưới thanh máu Side Club nó sẽ có 6 vạch, thì các retreat. bạn dùng cái vạch đó thì nó Attention. sẽ có Assemble. thêm đến 3 vạch thì nó sẽ có Assemble. trạng thái giống như gọi đơn giản hôm nay, nhưng các bạn sẽ cường hóa được các chiêu. Và khi mà các bạn cường hóa được chiêu á, thì các bạn sẽ cái First kháng năng lượng của bạn sẽ cao hơn và That's các how bạn you sẽ do chịu it. quả to Our hơn. hero has been defeated. Còn cái Attack. nhược điểm của Side Club á, là làm cách nào để mà các bạn canh để mà Side Club có được cái Double trạng thái KO. 3 vạch Great thôi, start. còn 6 vạch đó thì Side Club chỉ đánh tay thôi. Còn Protect cái bộ ally nội tại của Side Club thì Side Club nó có một cái bộ nội tại nó có chung là nó cũng khá là khó đập. Thì cái nội tại của Side Club các bạn thấy dưới máu của Side Club nó có 3 cái vạch, cái đó gọi là trạng thái cao năng, hay ta gọi là Crystal Crystal Tag, mình quên mất cái tên. Nhưng mà đây là một trong những cái nội tại của Side Club, nó có 6 vạch tổng cộng. Thì các bạn thấy nếu mà cái vạch ở dưới mà nó chuyển thành màu đỏ là Attention. nó chuyển qua một cái trạng thái đó là Side Club sẽ không còn đánh dùng được chiêu 1, 2, 3 nữa mà chỉ có đánh tay thôi. Thì khi mà vào cái trạng Enemy thái mà cái vạch hero đỏ missing. là 6 vạch đó, thì Side Club sẽ tăng 30% và chỉ có đánh tay mà thôi. Đó, thì cái vấn đề nằm chỗ Side Club nó chỉ mạnh ở cái vạch thứ ba thôi. Rồi khi vạch thứ ba là trạng thái thứ nhất á, là khả năng lượng của Side Club tăng lên nè, đam chiêu 2 của Side Club tăng lên, và chiêu 1 của Side Club nó sẽ từ chuyển từ làm chậm để chuyển thành choáng. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn có canh ba vạch, ví dụ mà dưới mà trên ba vạch thì các bạn có thể là ok các bạn sẽ lui về, nhưng mà thật ra nha, nếu trong thực tế mà đánh thì các Assemble. bạn sẽ rất là khó để mà canh được Attack. khoảng ba vạch đó đâu, rất là khó Enemy canh ba hero vạch đó. missing. Nên thành ra để mà nói về cái vấn đề mà Retreat. đánh Side Club á, thì các bạn cố gắng là chỉ rỉa thôi, nếu mà trên ba vạch thì các bạn chỉ rỉa thôi, còn mà khoảng ba các bạn canh khoảng ba vạch thì cố gắng các bạn đánh màu báo. Rồi cái nội tại của cái chiêu một đó là chỉ là ok từ không vạch đến ba vạch là các bạn làm chậm, còn nếu mà trên ba vạch, ba vạch, bốn vạch, năm vạch đó, thì các bạn sẽ là choáng, sáu vạch là các bạn không dùng được chiêu một nữa. Còn cái chiêu hai các bạn thấy Side Club sẽ bắn cái đòn mắt đó, các bạn thấy nó sẽ một cái vùng sáng này nó khá to nhưng mà độ dài nó không có nhiều. Thì cái đam ngày xưa nó bự lắm nhưng mà bây giờ nhảy phần người ta nét rồi. Thì khi mà có dùng cái chiêu hai này mà để các bạn thường dùng chiêu hai thì sẽ có một cái sát thương duy trì theo thời gian, có nghĩa là cứ 0,2 giây nó sẽ gây sát thương tiếp chứ nó không phải là gây một cái sát thương sốc. Enemy Nên thành ra khi mà các bạn dùng cái chiêu này á, các bạn phải chịu khó để mỗi cái phương trước thì các bạn mới khỏe được. Thật ra Side Club nó không yếu đâu, Side Club nó không yếu đâu, nhiều các bạn chưa có canh được cái nội tại ba vạch là mạnh nhất, còn nội tại sáu vạch chỉ là đánh tay thôi. Rồi cái chiêu 2 của Side Club nếu mà nằm ở trạng thái ba vạch trở lên á, thì các bạn sẽ thấy là cái đam của Side Club nó sẽ to hơn, Attack. vì khi đó Hold là on, nó sẽ I'll cường hóa support chiêu you. 2 cho Side Club. Lúc đó là cái đam nó cũng phải hơn hơn Here 50% so với lại cái đam mà chưa có comes ba vạch đó. the Đó là pink cái one. mà You dạy will cho cái chiêu 2. Cái chiêu 2 này thì not lên escape us. lính chỉ còn sát thương chỉ còn khoảng 70% thôi nha. Còn cái chiêu 3 của Side Club á, là tăng tốc cái bảo. Khi Attack. mà tẩy giáp ảo thì nói chung Amazing. nó đang dưới ba vạch thì nó Protect cũng chỉ là ally tẩy giáp turret. ảo một chút thôi, nhưng mà nếu mà trên ba vạch thì cái giáp ảo của Side Club nó sẽ rất là dày. Đó, đó là nói chung là tất cả những cái Attention. gì nó đều xoay quanh cái nội tại ba vạch của Side Club trở lên hết á. Assemble. Ở cái móc mà Assemble. ba vạch, bốn vạch, năm vạch là mạnh nhất, còn cái móc mà sáu vạch là chỉ đánh tay thôi. Đó các bạn thấy khi mà nó An đỏ nó chỉ enemy đánh tay hero vậy thôi. has been Vậy defeated. khi mình đánh tay thì các bạn chỉ Protect cố gắng các bạn rỉa, lúc đó tốc đánh nó sẽ tăng lên. Thì các bạn ally chỉ đánh rỉa theo kiểu mà giống như xạ thủ đánh thôi. Thì cái đây là cái một nội tại mà khi những người mà đánh con Side Club này mà gọi là main mà thích con Side Club ấy, sẽ rất là sẽ rất là khó chịu ở cái nội tại này. Thì đang đang dùng chiêu hai thịt ngon lành luôn, cái tự nhiên biến mất.
cứ phải đi đến tay đó. Thì khi mà trước khi giao tranh đó, các bạn trước khi giao tranh các bạn nhìn với cái bạch gỗ của bạn, ví dụ mà đang ở như trong cái tình thế này là đang ở khoảng 4-5 bạch thì các bạn đợi một hồi, tại vì cái nội tại này á, cái nội tại bạch này á, thì khi mà các bạn không dùng chiêu một chiêu hai trong khoảng 2,5 giây á, thì cứ 2,5 giây nó sẽ mất một cái bạch, thì các bạn đợi cho nó hồi xuống khoảng tầm chừng 2 bạch trước khi giao tranh mà các bạn có 2 bạch là đẹp nhất. Đó, đó là cái chia sẻ của mình về cái vấn đề mà đánh để lấy nội tại của phòng sạc lớp. Còn cái chiêu đây sẽ sẽ có là I'm looking at you. Nó nổ đến 2 lần, lần đầu thì sát thương là khoảng 100, nhưng mà lần thứ hai sát thương nó nổ 300 nữa. Và còn một điểm nữa là trong con sạc lớp rất khỏe ở trong cái công kích tổng, tại vì sao? Thứ nhất là đam của nó là đam ao ấy, có nghĩa là đam gây sát thương rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là sai club có cái chiêu anti, đó là cái chiêu những lần nhất và khi mà nó nảy 7 lần như vậy á, thì cái sát thương ban đầu nó khoảng 110, nhưng mà sát thương sau nó 300 lần. Đó là sát thương cơ bản từ từ lúc mà các bạn có được cái chiêu anti từ lúc ban đầu á nha. Thì đó là cái nguy hiểm của sạc lớp khi trong những cái pha mà combat tổng, hoặc là những cái pha mà combat ở những cái địa hình nhỏ hẹp thì sẽ làm cho sạc lớp rất là bá. Và khi mà các bạn không có né được cái chiêu ulti của sạc lớp, khi mà nó chỉ cái chiêu ulti và nó linh đó, thì coi như là các bạn chắc chắn là sẽ dính rồi. Và nếu như mà xui xui mà các bạn gần hết máu nổ thì thứ hai là các bạn chết luôn. Và con này làm con tướng càng về lay thì cái chiêu ulti nó càng mạnh. Đó là cái mà làm cho con sai lớp mạnh. Còn cái điểm yếu duy nhất của con sai lớp đó, đó là các bạn phải canh ở cái vấn đề là bây giờ cái level, cái vạch ở dưới máu của nó nếu mà 4-5 thì các bạn hổ báo để mà con bắt, mà các bạn đánh theo kiểu rỉa thôi. Sau đó các bạn hết cái nội tại vạch đó, hoặc có nghĩa là khi mà nó tăng nội tại đỏ các bạn đánh theo kiểu giữ vị trí, đánh rỉa 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 thôi. Rồi sau khi đó mà cái nội tại vàng là vàng, là nội tại bắt đầu quay trở lại bình thường á, thì các bạn bắt đầu rỉa đến gần đến bắt đầu lên móc 3 là bắt đầu các bạn bắt đầu báo rồi đó, tại lúc đó là kháng năng lượng của sạc lớp tăng nè, đam của sạc lớp tăng nè, chiêu một của sạc lớp có CC nè, chiêu anti của sạc lớp nảy được 7 lần nữa nè. Thì đó là cái mà giúp cho các bạn đánh con sai club này nó khỏe. Còn nếu như mà các bạn không canh được cái đó, các bạn cứ thấy con bắt các bạn lao vào, các bạn không canh cái đó thì nó thật sự là sẽ rất là đúng là phế đấy, sẽ làm cho con sai club nó phế đấy. Thì từng vấn đề mà mắc như con sai club thì các bạn mắc chiêu 2, mắc chiêu 1. Còn ví dụ mà các bạn bị cam, nhiều trường hợp các bạn bị cam nhiều quá thì các bạn mắc chiêu 3. Rồi sau đó là combo thì các bạn cứ dùng chiêu 2 các bạn lao lên các bạn xịt. Rồi sau đó có thể là các bạn hổ báo khi mà ở móc 3 thì các bạn dùng chiêu 2 các bạn xịt, rồi sau đó các bạn bấm chiêu 3 để mà tăng tốc để mà áp sát dí đối phương. Rồi các bạn dùng chiêu 1 để stun. Còn nếu mà dưới móc 2 hoặc là đúng mà dưới móc 2 á, thì bắt đầu các bạn có nghĩa từ 0-1-2 á, thì các bạn chỉ xịt rỉa máu bình thường thôi. Đó, có thể bắn tia rỉa máu bình thường thôi. Thì đợi để bắt đầu nó khoảng trên cái móc 3 rồi bắt đầu các bạn hổ báo ok. Đi. Còn dưới móc 3 đừng có hổ báo, căng lắm á, tại vì dưới móc 3 các bạn hổ báo nhất các bạn không có đam nhiều. Đó là cái mà nhiều người không có canh được cái vấn đề nội tại của con sai club, làm cho con sai club nó đam nó yếu á. Chứ thật ra nếu mà các bạn canh được nội tại thứ 3 của sai club á, cái móc 3 của sai club thì sai club sẽ rất là khỏe. Điều đó giúp cho sai club là đam nó yếu, nó to là như vậy. Quan trọng là các bạn canh được cái móc 3 không thôi. Cái móc 6 là các bạn cứ từ từ các bạn rỉa thôi. Lõi của sạc lớp thì có hai lõi. Một là các bạn dùng lõi tím, hai là các bạn dùng lõi xanh lá cây, nhưng mà mình không có khuyên các bạn dùng cái lõi xanh lá cây đâu. Cái lõi xanh lá cây thì đánh phải cực kỳ hổ báo mới. Còn nếu như mình đánh đúng để cho các bạn đánh ổn thì các bạn phải dùng lõi tím. Và mình có một chút chia sẻ về cái lõi phụ, đó là lõi nóng đấm. Có một cái vấn đề nằm chỗ là tiếng Việt thì mình ra là máu dưới 70% HP thì nó mới đam nó mới tăng, nhưng mà tiếng Anh á, nó dịch ra thì đam là máu phải trên 70% thì lúc đó đam mới tăng đó. Thì theo mình nghĩ thì chắc là tiếng Anh nó sẽ dịch chuẩn hơn, mà mình test như máu trên 70% máu trên 70% thì bắt đầu nghĩa là máu có bạn, cái máu của bạn đang khoảng trên 70% cái mơ thì cái đam nó mới tăng á. Nên thành ra các bạn thấp máu hơn thì các bạn đừng cố gắng nha, phải làm
đam máu phải giảm thêm 70% thì đam rất mạnh rồi. Rồi đó là cái mà mình giải thích ở cái chiều ở cái lỗi nắm đấm của Cyclops. Và đó hồi lại kịp cái nội tại nha, chứ còn nội tại đỏ sợ chạy không kịp. Còn lại á, thì những cái lõi phụ khác á, thì nó cũng như bình thường thôi. Cyclops thì cái lõi phụ thứ ba thì các bạn nên để là lõi phụ sẽ nó cay để cho nó có máu tối đa, tại vì Cyclops là con tướng đánh hộ báo mà, nên các bạn phải dùng cái lõi đó để mà có thể trụ trong giao tranh. Khúc này đáng lý á, nếu mà không cái nội tại không bị lên lên xấu á, là Cyclops giết được Black Widow rồi đó, Black Widow rồi đó, nhưng mà nội tại lên 6 thành ra không còn sử dụng được chiêu 1, chiêu 2 nữa. Cyclops đó thì đồ đó thì nó chỉ có cái gì nè, cái đồ mà đưa cho các bạn cũng là đồ cộng, gần như là game nào các bạn cũng sẽ phải đánh cái đồ này, nhưng mà nó chỉ có ở khoảng độ cuối thôi. Các bạn có thể đánh theo phong cách, tùy theo phong cách của các bạn. Cái đồ cuối á, là con mắt Amagato á, thì các bạn có thể là dùng đồ cuối là con máy Amagato cũng được, hoặc các bạn dùng đồ cuối là cái sắt cũng được, hoặc các bạn dùng đồ cuối là cái găng tay âm tần cũng được luôn, thì cái đó tùy theo cái sở thích của các bạn thôi. Mình thì giống như em mình á thì thích đánh con máy Amagato hơn, mình thích cầm mình thích build đồ cuối là cái quyển sách hơn. Nhưng có một vài bạn lại thích là đồ cuối là cái găng tay âm tần, thì găng tay âm tần là cái máu cho Cyclops rất là nhiều. Nhưng mà đã tưởng năng lượng rồi thì mình thích full dam luôn, tại vì bấm mắt Amagato thì nói chung là mỗi người một phong cách thôi, mỗi người một phong cách thôi. Thật ra bấm mắt Amagato có cái hay là các bạn bấm xịt lao lên, các bạn xịt xong các bạn không mắt Amagato là các bạn sẽ né được rất nhiều sát thương nha. Rồi cái thứ hai nên ví dụ như mà nếu mà các bạn bị bắt á, mà cái tầm xấu của bạn nó đang có, các bạn không dùng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 thì các bạn bấm mắt cơ bộ đợi nó hồi cũng rất là lợi. Lại cái tính mình rất khô máu. Đây là cái clip nói về con cách đánh của con Cyclops. Các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau. Con này không yếu nha, đánh rank vẫn rất là phù hợp, chỉ có điều là các bạn canh được cái nội tại của nó. Bye bye. Oh, the true power of an Eternal! Nice assist! Double KO! Retreat!